người đi xe hai bánh đang di chuyển sát lề đường bên phải thì bất ngờ tạt bên hông một ô tô để rẽ sang trái mà không chú ý quan sát. Ô tô thì buộc phải đánh lái sang sát lề đường ngược chiều để tránh gây ra tai nạn. Theo camera hành trình của một ô tô ghi lại thì vào khoảng 6 giờ 30 phút ngày 27 tháng 10 trên tuyến đường thuộc địa bàn huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Có thể thấy thì cú rẽ ẩu làm cho ô tô phải đánh lái sang sát trái, sang trái lề đường để tránh va chạm rất may thì phía bên đối diện không có xe ô tô đi ngược chiều nào nhưng không phải lúc nào cũng may mắn cũng xảy ra như vậy hành vi chuyển hướng thiếu quan sát của xe máy suýt gây ra tai nạn nhưng dường như chưa nhận thức được hành vi nguy hiểm của mình vừa gây ra khi tham gia giao thông khiến người đi trên đường xung quanh vô cùng bức xúc Thực tế thì vẫn còn một bộ phận người tham gia giao thông khi mà đi xe máy, xe đạp trên đường thì thường xuyên thiếu chú ý quan sát ở phía trước hay là phía sau hoặc thậm chí là cả hai bên dẫn đến nhiều hành vi đi đường nguy hiểm, thậm chí gây ra những vụ việc tai nạn giao thông nghiêm trọng để lại hậu quả đáng tiếc. Mức phạt đối với hành vi gây ra tai nạn do thiếu quan sát sẽ là từ 4 cho đến 5 triệu đồng, tức giấy phép lái xe lên đến 4 tháng. Chính vì vậy mà mỗi người cần chú ý quan sát khi tham gia giao thông, nhất là tại các nút giao hoặc là khi chuẩn bị và chuyển hướng sang đường